Sống đạo là tử đạo. Có một đứa con gái độ 10 tuổi hỏi mẹ nó như sau: "Mẹ ơi, nếu ba con chết trước mẹ thì mẹ sẽ làm gì?" Một câu hỏi quá bất ngờ làm cho người mẹ lúng túng nên tỏ vẻ khó chịu và lên giọng gắt gỏng đứa con gái: "Sao con hỏi gì mà kỳ cục quá vậy? Sao con không đi mà hỏi ba con xem?" Đứa bé nhanh miệng trả lời ngay: "Con đã hỏi ba con rồi. Ba con nói nếu mẹ con chết trước ba thì ba sẽ ở dậy nuôi con, giúp con nên người khôn lớn. Ba sẽ dạy dỗ con thành người tốt. Ba sẽ giúp con học hành cho giỏi, để sau này con sẽ làm việc giúp đời. Con sẽ thành người hữu ích cho gia đình, cho xã hội, cho giáo hội. Xong rồi, ba sẽ dành cuộc đời còn lại để chuyên lo làm các việc từ thiện bác ái xã hội và sẽ tích cực làm các việc thiện nguyện trong nhà thờ, giúp việc cho giáo xứ nữa." Nghe nói thế, người mẹ liền dịu giọng, mỉm cười nhìn đứa con gái rồi nói: "Thì mẹ cũng sẽ làm giống y như ba con thôi." Bạn thân mến, câu hỏi của đứa bé vừa đặt ra cho ba mẹ nó, phải chăng là do hình ảnh của những gia đình bị đổ vỡ mà cha mẹ không còn sống chung với nhau, để rồi gây nên cho các con cái là những bạn bè của nó những cảnh sống rất bi đát, rất thê thảm, thiếu tình thương, thiếu đủ mọi chuyện, làm cho chúng mang nhiều mặc cảm với bạn bè, trông thật thảm hại vô chừng. Cho nên, tuy bé hãy còn rất nhỏ, nhưng bé đã bắt đầu lo sợ cho tương lai của nó. Nếu chẳng may, vì một lý do nào đó mà chính nó không còn được diễm phúc sống chung trong một gia đình có đủ cha và mẹ. Mỗi lo sợ đó của nhiều em bé hôm nay là một điều có thật, bởi chúng đã từng tận mắt chứng kiến bao cảnh thương tâm của các bạn bè chúng do các cha mẹ đã ly dị nhau, không còn sống chung với nhau nữa. Cho nên chúng phải sống với ông bà hoặc sống với cô bác chú dì, hay phải sống trong các viện mồ côi với một tình thương không bình thường mà kẻ này người nọ dành cho chúng. Mà đáng buồn thật và cũng đáng lo thật, bởi hàng ngày chúng phải chứng kiến những cảnh cha mẹ chúng cãi vã nhau, chửi bới nhau liên tục, chửi bới nhau không tiếc lời, với những lời lẽ nặng nề, thật khó nghe, với những cử chỉ thô bạo khủng khiếp, làm cho chúng luôn sống trong sợ hãi và luôn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó cha mẹ chúng cũng chia tay nhau. Bởi sau cuộc chia tay của cha mẹ chúng, cuộc đời của chúng sẽ ra sao? Chúng sẽ sống với ai? Ai sẽ lo cho chúng? Ai sẽ nuôi dưỡng chúng? Và chúng có còn được đi học như các bạn của chúng nữa không? Mà cũng đáng buồn thật, bởi chúng hãy còn quá nhỏ mà đã phải đối mặt với những vấn đề quá lớn của những người lớn. Chúng luôn sống trong lo sợ vì chúng luôn bị động. Chúng không làm chủ được bản thân. Chúng cũng không có cách nào để tự bảo vệ chính mình. Nếu tình huống xấu xảy ra cho cha mẹ chúng thì cuộc đời của chúng sẽ thê thảm biết chừng nào. Và chúng có cơ sở để mà lo lắng thực sự. Nhưng các cha mẹ của chúng có thấu biết được những suy nghĩ của những con cái mình không? Khi mà các cha mẹ đơn phương quyết định ly dị, không hề nghĩ gì đến con cái của mình. Chúng ta nên biết điều này, là cho dù cha hay mẹ có thương con nhiều đến đâu đi nữa, có chăm sóc chu đáo đến mức nào đi nữa, mà thiếu vắng tình thương của cha hoặc mẹ, thì sự phát triển của chúng về thể xác, về tinh thần, về tính tình, về tâm lý, về đạo đức vẫn là một sự phát triển khập khiễng, không quân bình, không bình thường. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về sự không bình thường của chúng? Chắc chắn phải là cha mẹ của chúng thôi.
bởi có chạy đàng trời cũng không khỏi nắng được đâu. Nghĩ lại những ngày trước đây, chỉ vì chữ tình mà người ta đã tìm đến với nhau, đã xích lại gần nhau để yêu thương nhau, rồi lấy nhau thành một gia đình và sinh con cái. Nhưng hôm nay lại cũng vì chữ tình mà người ta dám can đảm nói với nhau là đã hết rồi, là đã chấm dứt rồi, để rồi lại có tình với người khác. Thế là họ đành lòng cất bước ra đi, quên hết mọi kỷ niệm, quên hết những ngày ái ân yêu thương, và quên hết cả đàn con vô tội đang phải sống vất vưởng trong những hoàn cảnh thiếu thốn về mọi mặt, nhất là thiếu tình thương của cha hoặc của mẹ. Người cất bước ra đi đúng là đã lỗi phạm với lời thề hứa hôn nhân đã đành, nhưng còn cho thấy họ đã không còn tin tưởng vào Thiên Chúa nữa. Họ không còn xác tín những điều Chúa dạy nữa. Họ cố tình nhắm mắt để không nhìn ánh mắt của Thiên Chúa đang chăm chú nhìn họ. Họ tự cho mình có cái quyền làm theo luật đời và chấp nhận đánh mất các giá trị của cuộc sống hôn nhân gia đình để mong tìm cho mình một sự tự do mới. Họ sướng hay khổ nào có ai biết, nhưng có chừng cóc chết 3 năm cũng quay đầu về núi. Rồi hiện tại họ vẫn còn đang khỏe mạnh. Họ tưởng việc họ đang làm lỗi lời thề hứa hôn nhân là đúng. Họ tưởng quyết định ly dị của họ là không sai, cho nên họ kết án người bạn phối ngẫu của họ đủ thứ tội với những lời lẽ thật nặng nề, thật gay gắt. Họ rất vui sướng, họ rất hả dạ khi thấy người bạn đời của họ phải đau khổ, phải ngậm đắng nuốt cay trong tủi hờn. Thế là họ xoa tay như người vô tội và rồi thanh thản cất bước ra đi mà lương tâm không hề có một chút áy náy nào. Mặc dầu ngày lãnh bí tích hôn phối, họ đã cam kết bao điều tốt đẹp trước mặt Chúa, cam kết rất mạnh dạn, cam kết rất dứt khoát và hứa sẽ giữ lòng chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Đang khi đó, người bạn phối ngẫu của họ ở lại chỉ vì muốn trung thành với những cam kết của hôn nhân, nên hàng ngày họ phải đối diện với biết bao khổ đau phiền lụy. Có khi vì những đau khổ chán chường đến cùng cực đã có lúc làm cho người ở lại mất đi sự tin tưởng vào người khác, và có khi mất đi cả niềm tin vào Thiên Chúa nữa. Trong dân gian Việt Nam có câu ca thán rất thâm thúy như sau, để nói lên sự cô đơn và đau khổ vì bị người mà họ yêu thương ruồng rẫy phản bội. Người ta đi biển có đôi, còn tôi vượt biển mồ côi một mình. Sự cô đơn đã làm cho những người bị ly dị sống trong nước mắt, trong sầu khổ, trong mặc cảm, trong tuyệt vọng. Nếu họ không anh dũng giữ vững đức tin, nếu họ không can đảm giữ vững niềm trông cậy và tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, thì sẽ chết dần chết mòn trong đau khổ do sự ly dị ấy. Họ đau khổ vì bị người bạn đời bỏ rơi và quên lãng đã đành, mà họ đau khổ vì phải gánh chịu cái trách nhiệm lo cho con cái có một mình, một trách nhiệm thật nặng nề. Họ đau khổ vì tiếng đời soi mói, mỉa mai, bàn tán. Họ đau khổ vì phải đối diện với thực tế hàng ngày rất đen bạc, rất phũ phàng. Họ đau khổ vì vết thương lòng kéo dài suốt cả cuộc đời của họ. Họ đau khổ vì câu hỏi tại sao sự việc lại xảy ra cho họ như vậy. Họ hỏi nhưng không bao giờ có câu trả lời. Tại sắc đẹp ư? Do họ xấu xí hơn người mới ư? Do họ quê mùa, không biết ăn mặc, không biết chân diện ư? Do họ béo mập, thân hình không còn thon thả gọn gàng như khi mới lấy nhau ư? Đó
đâu phải là những lỗi của họ. Đó chưa kể, vì phải lo toan, gánh vác bao công việc của gia đình, lo cho chồng, lo cho con, nên đã quên đi việc chăm sóc, lo cho bản thân mình. Hay tại sức khỏe chăng? Đây cũng đâu phải là những lỗi lầm của họ. Phải chăng vì quá vất vả với công việc làm ăn, hay phải thức đêm thức hôm để chăm sóc lo cho chồng, để lo cho con, nên sức khỏe mới suy sụp, nay đau, mai yếu, và cuối cùng thân hình mới ra tiều tụy như thế này. Hay tại cách ăn cách nói chăng? Đây cũng chưa hẳn là lỗi của họ. Bởi có thể những áp lực của việc làm nơi công sở hay do công việc làm ăn thua lỗ mà chẳng có ai tiếp sức, chia sẻ, gánh vác, cho nên khi về đến nhà, họ không có đủ kiên nhẫn để trả lời những câu hỏi vô nghĩa, vớ vẩn của kẻ này người nọ. Từ những suy nghĩ đó, nhiều người đã rơi vào những mặc cảm trầm trọng. Họ tự nhận hết các lỗi lầm về phía của họ. Họ tự trách họ và họ cho mình là người có lỗi đã gây cớ cho sự đổ vỡ. Họ bắt đầu rút lui, tránh né, không muốn gặp ai. Họ không muốn giao tiếp với ai. Họ sống trong cảnh cô đơn và muốn tách biệt với thế giới bên ngoài. Đang khi đó, họ quả là một người anh hùng, một người thật vĩ đại. Chỉ có Chúa biết được việc họ làm thôi. Cũng có những người có đạo yếu đức tin đã thầm trách Chúa vì phải đối mặt với quá nhiều gian lao thử thách khổ đau. Họ đã rơi vào những hoàn cảnh hụt hẫng. Sao Chúa lại bỏ rơi con? Sao Chúa lại bảo con phải yêu kẻ thù? Sao con lại phải cầu nguyện cho kẻ ghét con? Sao con phải cầu nguyện cho kẻ làm hại cả cuộc đời của con? Sao Chúa không cho phép con làm theo cách của những người trần thế vẫn thường làm? Thế nhưng cũng có rất nhiều người có đạo, có một đức tin thật vững mạnh, luôn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, tin một cách tuyệt đối. Họ can đảm gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con cái một cách thật tuyệt hảo. Họ tin tưởng, họ cày trông phó thác vào ơn Chúa mà không hề than phiền trách móc. Bởi họ xác tín rằng trách nhiệm họ càng nặng thì ơn Chúa ban xuống cho họ càng nhiều. Họ can đảm đối diện với cuộc sống của chính họ một cách bình tĩnh, một cách can đảm, một cách anh dũng. Bởi họ tin tưởng Chúa luôn đồng hành với họ trong cuộc sống. Và nhất là họ coi đây là một hình thức tu tại gia. Họ quyết tâm theo Chúa, theo cho đến cùng. Họ quyết tâm giữ những điều Chúa dạy. Họ quyết tâm vác thánh giá cuộc đời của mình để cùng theo Chúa Giêsu lên đồi Canvê, để cùng chịu chết với Chúa, để hy vọng được cùng sống lại với Chúa trong ngày sau hết. Bởi họ đã tin tưởng Chúa đã chiến thắng sự chết. Họ đã đặt tất cả hy vọng vào lời Chúa hứa là Chúa sẽ ban phần thưởng nước trời cho những kẻ tốt lành, cho những người vượt qua được những gian lao thử thách, đã vượt qua được những đau khổ trên trần gian này. Nên họ đã bình tĩnh vô chừng trước mọi tình huống của cuộc sống. Họ cố gắng chấp nhận chịu đựng những đau khổ trong hiện tại để lập công, để đền tội, để xây dựng nước trời cho mình mai sau. Họ cố gắng mở lòng mình ra chứ không tự trói buộc mình trong những cô đơn, trong buồn tủi. Họ lắng nghe tâm sự của những người đồng cảnh ngộ để cảm thông, để chia sẻ, để an ủi lẫn nhau như là những việc đạo đức cần làm. Họ cậy dựa vào ơn Chúa để hãnh diện vì họ được Chúa kêu gọi để cộng tác vào một sứ vụ cao cả đặc biệt, đó là làm vinh danh Thiên Chúa. Bởi họ nhận thức nếu không có ơn Chúa thì người bình thường khó có thể vượt qua nổi cái tình huống khó khăn này. Họ vẫn sống để làm chứng cho đức tin, mặc dù kẻ thù của họ là những đau khổ luôn đè bẹp họ, luôn muốn họ phải chết đi. Nhưng họ nhất quyết sống
sống để tạ ơn Chúa Đấng đã giúp họ chiến thắng, vượt qua được chính họ, đã giúp họ giữ vững đức tin. Họ đã trở thành tấm gương sáng cho biết bao nhiêu người Công giáo khác noi theo, bắt chước. Họ đã khám phá ra những ơn Chúa đã ban qua nhiều hình thức khác nhau, như nơi tha nhân, nơi bạn bè, nơi các bí tích, nơi các việc từ thiện bác ái xã hội. Nhờ đó, họ đã thoát ra được những mặc cảm, thoát ra được những bóng đen u tối của cuộc đời để tiếp tục những sinh hoạt bình thường như mọi người. Họ yêu đời vì đời cần họ, vì gia đình cần họ, vì con cái cần họ, vì mọi người cần họ, vì xã hội cần họ. Nhất là khi nhìn xuống, họ đã thấy còn có biết bao nhiêu người khác đang đau khổ còn hơn họ nhiều. Lạy Chúa, con hết lời cảm phục và ngưỡng mộ những người đã anh dũng giữ đạo, đã can đảm giữ luật Chúa trong những hoàn cảnh thật lẻ loi cô đơn. Họ đã là những tấm gương sáng cho con, cho những ai đang giữ luật đạo một cách hời hợt ngồi lành, cho những ai đang lâu lắm rồi không chịu đến tòa giải tội, đã lâu lắm rồi hình như họ đã quên mất đức tin, quên cả đức cậy, quên mất đức mến, quên cả những việc đạo đức cần phải làm, như bổn phận hàng ngày là lo kinh sáng kinh tối, bổn phận hàng tuần đi lễ Chúa Nhật, và bổn phận hàng tháng hoặc 2-3 tháng nhớ lo đi xưng tội để rước lễ thật sốt sắng. Xin Chúa cho mọi gia đình, cho cha mẹ, cho con cái được luôn sống yêu thương, hợp nhất với nhau trong tư tưởng, trong lời nói cũng như trong việc làm, nhờ sự trợ lực của ơn Chúa. Xin cho mọi người đang sống trong bậc gia đình biết dùng tình yêu của thuở ban đầu mà cư xử với nhau, luôn biết kính trọng nhau, luôn yêu thương nhau và luôn biết tha thứ cho nhau, để cứ dấu này mà thiên hạ nhận biết chúng con là con cái của Thiên Chúa. Xin cho các bậc cha mẹ biết dùng tình yêu làm chỗ dựa cho gia đình, biết chấp nhận những hy sinh để làm gương sáng cho con cái. Cuối cùng, xin cho những người đang phải sống trong cảnh đổ vỡ hôn nhân được biết dâng hiến cuộc đời còn lại của mình mà làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa như các thánh tử đạo Việt Nam xưa kia. Amen. Hoàng hôn tím cả bầu trời, bóng đêm sắp về vây kín chân gian. Mình con lê bước lang thang, sao đường im bóng lạnh lùng, thấy đời sao bóng mịt mùng. Đời con đã khổ nhiều rồi, dấu chân mỏi mòn để gót mọi nơi. Quỳ đây con ngước trông lên, ánh đèn hiu hắt mịt mờ, cho hồn con bóng dài khờ. Xin nhớ đến tôi. Nếu có dịp đi thăm các nghĩa trang hay đất thánh, thì chúng ta sẽ thấy có một loài hoa thường được người ta chọn để trồng chung quanh mộ của những người thân. Loài hoa đó có sắc màu tím, tên của nó là Forget Me Not, và người Việt quen gọi là Xin Đừng Quên Tôi. Còn những người biết thưởng thức hoa thì gọi nó là Lưu Ly Thảo. Khi chọn loại hoa này để trồng bên mộ, là người ta cố ý nhắc nhở là hãy luôn cố gắng mà nhớ đến những người thân của chúng ta đã qua đời. Ai trong chúng ta cũng đều ao ước có những người khác nhớ đến mình. Đó là chuyện thường tình thôi, thời nào cũng thế thôi, ở đâu cũng vậy thôi, người nào cũng giống nhau thôi.
Chẳng hạn, người mẹ sửa soạn đi chợ thì đứa con nói: "Mẹ ơi, mẹ nhớ mua quà cho con nhé." Một anh sắp sửa mở một bữa nhậu, khi bạn bè đánh hơi được liền nói: "Này, anh nhớ gọi tôi đấy nhé." Còn người chồng sắp đi làm xa thì người vợ dặn dò: "Anh nhớ, anh gọi về cho em nhé." Còn vị linh mục sau khi tham viếng bệnh nhân thì bệnh nhân cũng thường hay nói: "Xin cha nhớ cầu nguyện cho con." Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng cũng không ở trường hợp ngoại lệ. Chúng ta còn nhớ, khi lập phép thánh thể vừa xong, Chúa Giêsu đã tha thiết nói với các môn đệ của mình: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy." Và ngày nay trong mỗi thánh lễ, sau phần truyền phép, chủ tế cũng đã vâng lời Chúa mà lặp lại y như thế. Rồi người trộm lành khi bị đóng đinh trên thập giá cũng đã van xin Chúa Giêsu: "Lạy Ngài, khi nào về nước của Ngài, xin nhớ đến tôi." Cuộc sống hàng ngày của chúng ta có biết bao vất vả cực nhọc, có biết bao trăn trở ưu phiền, bận biểu trăm phương nghìn chuyện. Ấy thế mà, khi vừa nhận được một cú điện thoại của ai đó gọi đến thăm hỏi, bỗng lòng chúng ta vui lên. Rồi khi nhận được một lá thư của một người thân, bỗng lòng chúng ta rộn lên trong niềm vui sướng. Hay khi chúng ta nhận được một món quà nào đó, bỗng lòng chúng ta cũng cảm thấy phấn khởi. Tất cả những niềm vui đó bỗng làm cho những gánh nặng lo âu của chúng ta tan biến đi, và cuộc sống của chúng ta bỗng trở nên nhẹ nhàng dễ chịu. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì người ta có nhớ đến tôi nên người ta mới gọi điện thoại cho tôi. Bởi người ta có nhớ đến tôi nên người ta mới viết thơ cho tôi. Bởi người ta có nhớ đến tôi nên người ta mới gửi quà cho tôi. Nhớ đến tôi là ba chữ mà không ai trong chúng ta muốn biến mất trong cuộc đời của mình. Bởi nếu nó biến mất đi thì cuộc đời của chúng ta sẽ bất hạnh vô chừng. Hiện tại chúng ta có biết chăng, ông bà cha mẹ của chúng ta, những người thân của chúng ta, những ân nhân của chúng ta, những bạn bè của chúng ta đang nằm ở dưới lòng đất. Họ đang cần gì nơi chúng ta? Thưa, họ cần đến lòng thương xót của Chúa. Đó là điều chắc chắn, đó là lẽ đương nhiên rồi. Nhưng ngoài ra, họ cần gì nơi chúng ta? Chắc chắn là họ cần chúng ta, họ mong chúng ta nhớ đến họ. Ngẫm nghĩ mà xem, chúng ta thường rất ít khi nhớ đến họ. Có thể chúng ta đã quên họ rồi chăng? Họ rất dễ bị quên với thời gian. Bởi con người xưa nay vẫn thế, xa mặt, cách lòng. Đó là điều đau đớn nhất cho những người đã chết, những người mà đã một thời chúng ta đã nặng tình nặng nghĩa với họ, đã một thời chúng ta đã mang ơn họ rất nhiều. Một em bé muốn ăn chỉ cần khóc, một người lớn muốn cái gì thì lên tiếng nói. Còn những người đã chết chẳng cần ăn, chẳng cần mặc, chẳng cần gì khác. Họ chỉ cần chúng ta nhớ đến họ và cầu nguyện cho họ thôi. Thế nhưng thật tội nghiệp cho họ là họ không nói được, là họ không khóc được, là họ không ra dấu được để xin ta. Đó mới là nỗi khổ đau tột cùng của những người đã chết. Họ có quyền yêu cầu ta bởi chúng ta mắc nợ họ, nhưng họ không thể bày tỏ những yêu cầu của họ. Đó là một sự thiệt hại lớn lao cho họ. Đó là một nỗi khổ đau cho họ, phải nói là khổ đau vô chừng. Vì thế, một văn sĩ người Pháp tên là Jean Cocteau đã nói được một câu rất hay. Đối với những người đã chết, thì nấm mộ thực sự của họ không phải là ở trong nghĩa trang, mà là ở trong những con tim quên lãng của những con người còn đang sống.
Bạn thân mến, một ngày nào đó, tôi và bạn sẽ chết. Đó là lẽ đương nhiên thôi. Đó là chuyện chắc chắn. Nhưng mà chúng ta muốn người ta đặt những gì trên quan tài của chúng ta? Vài chục bông hồng chăng? Bông hồng rồi vài ngày sẽ héo. Vài chục bông huệ chăng? Bông huệ thì rồi cũng chẳng bao lâu sẽ tàn. Hay muốn có nhiều vòng hoa vòng cườm chăng? Phải nói thiệt, những thứ đó chẳng giúp ích gì cho phần rỗi đời đời của ta. Vậy ngay từ bây giờ, ta hãy nói với những người thân của ta là ta thích rải lên thi hài của ta những bông hoa tưởng nhớ. Hãy trải lên quan tài của ta những nụ hoa cầu nguyện. Hãy chăm sóc ngôi mộ của ta bằng những chùm hoa xin lễ. Hãy tặng cho ta những bông hoa hy sinh và những việc từ thiện bác ái. Hãy khắc lên bia mộ của ta dòng chữ Forget me not, xin đừng quên tôi. Phải nói thật, sau khi ta chết, những thứ hoa đó rất cần cho ta. Nó cần cho ta còn hơn con thơ cần sữa mẹ. Nó cần cho ta hơn thiếu nữ cần tình yêu. Nó cần cho ta còn hơn khu vườn cần nắng ấm. Chúng ta hãy nhớ lời Chúa Giêsu đã dạy. Điều gì các con muốn người ta làm cho các con, thì các con hãy làm cho người ta trước đi. Có nghĩa là nếu chúng ta muốn sau này có nhiều người tưởng nhớ đến ta, cầu nguyện cho ta, thì bắt đầu từ hôm nay, ta hãy thường xuyên hơn để tưởng nhớ đến những linh hồn, ông bà, cha mẹ, những thân nhân, những ân nhân, những bạn bè, những linh hồn mồ côi. Hãy biến sự tưởng nhớ đó của ta thành những việc cụ thể đạo đức. Ta nên nhớ, tình nghĩa thì quan trọng hơn bạc tiền. Đời sau thì có giá trị hơn đời này. Những đồng tiền xin lễ, những việc đạo đức, những việc từ thiện bác ái sẽ tạo nên cho ta những cảm giác hạnh phúc. Bởi ta đã làm được những việc cao thượng có ý nghĩa. Bởi những người thân của ta đã, đang và sẽ được an ủi nhiều. Bởi họ còn được ta tiếp tục tưởng nhớ mãi mãi. Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con hôm nay rất là tất bật. Lúc nào cũng hấp tấp, cũng vội vàng. Có những lúc con cũng không có thời giờ để lo cho bản thân con nữa. Cho nên con rất thiếu sót trong việc chăm lo cho phần rỗi đời đời của con. Còn việc nghĩ đến ông bà cha mẹ, những người thân đã qua đời, thì phải nói là con rất thiếu sót. Xin Chúa nhắc nhở cho con, để con biết chu toàn những bổn phận hiếu thảo này, để con không trở thành con người bất hiếu, vô ơn, mà nhất là nhờ những việc đạo đức đó mà sau này nhiều người sẽ còn nhớ đến con nữa. Amen. Dương bừng lên là lúc nắng gọi ngày lên. Qua bao năm miệt mài, con vô tình để thời gian trôi mãi. Nay khi con nhìn ra là lúc cha mẹ con đã tóc trắng xoa mai đầu. Ôi cha mẹ tuổi đã xế chiều, con chắp tay nguyện cầu xin Chúa ban muôn phúc lành. Mẹ cha thương con ngày đêm dầm mưa dãi nắng, công ơn của cha mẹ
lòng con nguyện xin khắc ghi, xin cho cha mẹ suốt cuộc đời được sống an hòa. Con không thể nào quên lời khuyên cha mẹ dạy con, lúc khốn khó gian nan hãy vững lòng cậy tin nơi Chúa. Những tiếng hát à ơi, từ khi con còn thơ bé đến đến suốt cuộc đời, câu dù này lòng khắc ghi hoài. Con chắp tay nguyện cầu, xin Chúa ban muôn phúc lành. Mẹ cha thương con, ngày đêm dầm mưa dãi nắng. Công ơn của cha mẹ, lòng con nguyện xin khắc ghi. Xin cho cha mẹ suốt cuộc đời được sống an hòa. Dòng đời cha dắt dìu cùng con bước tới, ôi bao la tình thương mà con chưa tròn chưa hiểu. Chúa giúp con đáp đền khi con ở với cha mẹ. Con chắp tay nguyện cầu, xin Chúa ban muôn phúc lành. Mẹ cha thương con, ngày đêm dầm mưa dãi nắng. Công ơn của cha mẹ, lòng con nguyện xin khắc ghi. Xin cho cha mẹ suốt cuộc đời được sống an hòa. Con biết phải tìm đâu một mai giữa dòng đời trôi, con cô đơn lạc loài không cha mẹ cùng con sanh bước. Chúa xin Chúa dù thương cho mẹ cha được nhiều ơn phước, sống cháu con sum vầy trong gia đình hạnh phúc dư đầy. Con chắp tay nguyện cầu, xin Chúa ban muôn phúc lành. Mẹ cha thương con, ngày đêm dầm mưa dãi nắng. Công ơn của cha mẹ, lòng con nguyện xin khắc ghi. Xin cho cha mẹ suốt cuộc đời được sống an hòa. Công ơn của cha mẹ, lòng con nguyện xin khắc ghi. Xin cho cha mẹ suốt cuộc đời được sống an hòa. Là lúc nắng gọi ngày lên, một đời cha đôi vai nặng gánh, con vô tình một đời mẹ chăm cánh chở che. Không thể nào mong cho con một đời nhỏ ấm, chẳng bao giờ suy tính thiệt con có gian nan. Phận làm con sống tốt đời đẹp đạo là chữ hiếu kính tặng mẹ cha. Khi lâu
một mẫu người sống đạo đáng khâm phục. Có lần đến thăm một trại cùi, tôi đã có dịp gặp gỡ một con người mà những hình ảnh và những câu chuyện về con người này đã làm cho tôi nhớ mãi không quên. Đó là câu chuyện về ông Tào. Tôi xin được phép nói ngay, đây là một con người tên Tào, chứ không phải là Tào Tháo, cũng không phải là Tào Lao, cũng không phải là Thiên Tào hay Nam Tào gì cả. Ông Tào năm nay 70 tuổi. Ông là một con người rất nhỏ bé. Nếu cộng thêm cả hai cái nạng thì may ra ông mới được 30 ký. Hai chân của ông đã bị cắt cụt đến đầu gối, còn hai bàn tay thì đã mất hết các ngón. Hai cánh tay của ông thì co quắp lại như hai khúc củi khô cằn, sần sùi. Mũi của ông thì đã bị sụp xuống, chẳng còn thấy cái sống mũi đâu nữa. Do đó, khuôn mặt của ông đã trở nên phẳng lì, trông rất khó coi. Còn hai mi mắt của ông thì co lại, trông giống như mắt thỏ. Da mặt của ông thì nhăn nheo, dung nhan của ông thì đã bị dị dạng. Trông thấy ông, nhiều người rùng mình, sợ hãi, không dám đến gần. Ông Tào mắc bệnh phong cùi từ hồi còn ở tuổi thanh niên. Khi mọi người phát hiện ông bị phong cùi, thì mọi người đều tìm cách xa tránh, kể cả những người thân ở trong gia đình. Ai cũng coi ông như đồ phế thải, độc hại, đáng sợ, không dám đến gần. Ông Tào rất cô đơn, ông không có vợ, không có con, không có một người thân quen nào. Đúng hơn là những người thân của ông, khi đưa ông vào trại, thì không còn ai nhớ đến ông nữa. Nếu cứ xét từ bên ngoài, thì cuộc đời của ông là đen tối nhất. Bởi phía trước mặt, ông chỉ thấy toàn là một đêm đen dày đặc. Ông không thấy tương lai, ông không có ngày mai. Xem ra thì ông Tào là người bất hạnh nhất trần gian. Thế nhưng trước mặt Chúa và trước mặt những người đã có dịp gần gũi với ông dù chỉ một lần, thì cũng đều thấy nơi ông là một con người thật vĩ đại, bởi tâm hồn của ông rất vĩ đại. Ông Tào là một người Công giáo rất đạo đức, rất mẫu mực. Ông có một đức tin vào Chúa rất vững chắc, rất sâu sắc. Tuy ông là một con người rất bất hạnh, nhưng ông lại không hề cảm thấy mình bất hạnh, bởi ông đã coi Chúa là hạnh phúc của đời ông, bởi ông đã tìm thấy được những giá trị vĩnh cửu ngay trong chính những nỗi khổ đau tột cùng của cuộc đời ông, bởi ông coi những đau khổ của ông như là một kho tàng quý báu mà Chúa đã tặng ban cho ông, để ông được diễm phúc chia sẻ với những nỗi đau đớn và những cực hình Chúa đã chịu xưa kia. Cho nên ông không hề coi cuộc đời của mình là bất hạnh. Tuy ông rất cô đơn, nhưng ông không hề cho mình là cô đơn, bởi cuộc đời của ông đã có Chúa đồng hành. Ông không hề cho mình là cô đơn, bởi ông đã thấy còn có biết bao nhiêu bệnh nhân khác đang sống bên cạnh ông. Họ tôn trọng ông, họ yêu mến ông, họ rất cần được ông giúp đỡ. Và ông luôn quyết tâm sẽ làm hết sức của mình với tất cả những gì có thể để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Đối với Chúa, ông đã có một đời sống cầu nguyện thật gương mẫu. Ông luôn coi Chúa là nguồn an ủi, là nguồn sức mạnh nâng đỡ cuộc đời cô đơn bất hạnh của ông. Ông đã biến cuộc đời xem ra như bất hạnh ấy thành những bài ca bất tận để ca ngợi và chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa. Ông đã cố gắng dùng đôi cánh tay cùi trụi lủi của mình để cặp chiếc dùi trống mà đánh trống, để giữ các giờ kinh cho giáo dân, để kêu mời giáo dân đến nhà nguyện cầu kinh mỗi ngày. Ông đã đảm nhận việc quét dọn nhà nguyện cho sạch sẽ. Ông lo thắp các đèn nến trong nhà thờ, trong các buổi cầu kinh. Ông lo việc hướng dẫn và thuyết minh những người đến thăm trại phong,
rồi đưa các du khách vào nhà thờ để viếng Chúa. Có lần ông Đạt khoe là ông luôn cầu nguyện cho các bạn bệnh nhân đồng cảnh ngộ với ông, để họ cũng được ơn vững lòng trông cậy vào Chúa, để đừng có ai nản chí buồn lòng mà làm cho Chúa không vui. Ông còn dạy kẻ này người nọ cầu nguyện cho các ân nhân của trại mình. Còn đối với tha nhân, ông luôn sống rất quảng đại. Ông cố gắng sống hòa hợp với mọi người. Lãnh đạo của trại còn cho biết, nhiều lần ông còn giúp nấu cơm, giặt quần áo cho các bệnh nhân khác khi họ đau ốm mà không thể tự lo cho mình được. Ông còn thấy được những nhu cầu của từng người trong trại, để rồi ra tay giúp đỡ khi có thể, hoặc để cầu nguyện cho họ, và cũng cầu nguyện xin Chúa gửi những ân nhân đến giúp đỡ trại. Có lần ông còn bớt khẩu phần của ông để giúp đỡ kẻ này người nọ trong trại. Một nữ tu nhân viên của trại còn cho biết một điều thật cảm động, là mỗi khi có người nào trong trại ốm nặng phải nằm nhà thương, thì chính ông mỗi tối đích thân đến trông coi chăm sóc người ấy cho đến khi bệnh nhân xuất viện hoặc vĩnh viễn ra đi mới thôi. Bao lâu người bệnh còn nằm bệnh viện thì bấy lâu ông Tào không nằm ngủ nghỉ ở nhà. Đến nhà thương, ông thường nằm ngoài hành lang trước cửa phòng bệnh nhân để nghe ngóng. Nếu hay tin có một người công giáo nào hấp hối thì ông liền chạy ngay đến để giúp bệnh nhân phó linh hồn trong tay Chúa. Ông không muốn thấy một người nào đồng cảnh như ông phải ra đi trong nỗi cô đơn buồn tủi. Ông quyết tâm tiễn đưa họ đến nơi an nghỉ cuối cùng mới an lòng, mặc cho lúc trời lạnh giá mưa gió hay nắng nóng oi bức, ông không hề bỏ lỡ một cơ hội nào mà không tiễn đưa bạn đồng cảnh ngộ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Các chị nữ tu ở đây còn cho biết, nhiều khi chúng tôi thấy ông mệt mỏi nên đã mời ông ở nhà nghỉ ngơi, bởi chúng tôi thấy phiên nhau trông nom bệnh nhân là đủ rồi. Nhưng ông nhất quyết không chịu. Ông nói, các sơ còn phải nghỉ ngơi để lấy sức cho công việc của ngày mai. Phần con thì đã già rồi, không ngủ được. Và nếu cần thì ngày mai con ngủ bù lại cũng được, có sao đâu. Vả lại, con muốn tiễn những người bạn của con đi hết chặng đường đời của họ phải đi, con mới an tâm. Ông Tào không chỉ sống với những người trong cùng một trại, mà ông còn liên lạc quan hệ thân thiện với những người đồng bệnh ở các trại khác nữa. Một cán bộ trại cho biết, ông đã nhờ ai đó buộc sẵn cho ông một cây viết ở đầu cùi tay trụi lũi để ông có thể viết thơ cho kẻ này người nọ. Những dòng chữ ông viết thì nguệch ngoạc, rất khó đọc, nhưng qua đó ai cũng thấy bao phấn đấu, bao cố gắng, bao hy sinh của ông. Gần đây, tôi có nhận được tin là ông Tào đã qua đời. Tôi có cầu nguyện cho ông, nhưng cuộc đời của ông cứ làm cho tôi suy nghĩ mãi. Cuối cùng tôi mới ngộ ra rằng, con người ta chỉ cần có một chút ý thức, chỉ cần có một chút ý chí, chỉ cần có một chút cố gắng, chỉ cần có một chút phấn đấu, chỉ cần có một chút nhiệt thành, chỉ cần có một chút đạo đức, thì dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng đều có thể phụng sự Chúa và phục vụ mọi người được. Tôi nghĩ không ai nghèo hơn ông Tào, bởi cái nghèo của ông không chỉ nghèo về tiền bạc, nghèo về của cải, mà những tiện nghi tối thiểu để giúp ông sống, để giúp ông sinh hoạt cũng không có nữa. Chẳng hạn, đôi tay và đôi chân của ông không còn có một ngón nào hết, thế mà ông vẫn có thể làm việc và phục vụ người khác được. Rồi đôi bàn chân và mắt cá của ông để có thể di chuyển dễ dàng đã không còn nữa, thế mà ông vẫn đi khắp đó đây, chứ đâu có chịu ngồi yên một chỗ. Tuy ông đã không còn tay còn chân, thế mà
ông vẫn làm được không biết bao nhiêu việc và đã giúp ích cho không biết bao nhiêu người. Lạy Chúa, khi nhìn lại đôi tay và đôi chân của con với các chi đầy đủ, bỗng con cảm thấy áy náy, vì hình như con chưa làm được gì để phụng sự Chúa và giúp đỡ những người bất hạnh sống bên cạnh con. Khi nhìn lại những tiện nghi con đang hưởng, bỗng con cũng cảm thấy áy náy, vì hình như con chưa biết chia sẻ cái gì cho ai, những người đang có những hoàn cảnh ít may mắn hơn con, đang sống bên cạnh con. Bởi con đã quên điều Chúa đã dạy trong Kinh Thánh ở Phúc Âm theo Thánh Matthew đoạn 25 từ câu 42 đến 46. Chúa đã dạy như sau: vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã không cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi đã chẳng chịu tiếp rước; ta mình trần, các ngươi đã không cho đồ mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng đến viếng thăm ta. Và cuối cùng, Chúa đã kết luận một cách rất dứt khoát: ta bảo thật cho các ngươi biết, mỗi lần các ngươi đã không làm như thế cho một trong những anh em bé mọn khốn khổ này, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con thêm ý thức và xin nhắc nhở cho con những việc phải làm, để mỗi ngày trong cuộc sống con sẽ sống đẹp lòng Chúa hơn nữa. Amen. Hồn con dâng Chúa.
Chúa từ đây, con vui mừng theo bước chân Ngài. Con hằng thương Ngài xin vâng, dù trần gian chia trách nghi oan, khi an bình lời kính ngân nga, ngợi ca tình yêu Thiên Chúa. Ôi Chúa, sao Ngài nhận con khi con còn bơ vơ vụng về, khi tình con nhiều bất tín, tình Ngài yêu không chút ghen tư, không khinh thường Ngài không. Bình